Xin chào tất cả mọi người nhé, chào mừng anh em quay lại với kênh Mỹ Sức Cần Cỏ Seven. Hôm nay bên mình có một em da xít 75US-1 bám dùm cho ông anh. Ông anh đang năm mươi mấy tuổi rồi, bây giờ mới lấy vợ thứ ba, bây giờ muốn bán để lấy tiền để lấy vợ. Xe hiện tại thì đang ở thành phố Hà Nội mọi người nhé. Anh chị em nào đang ở khu vực phía Bắc, Thái Bình, Nam Định, Linh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh có thể đến tận nơi nhìn tận mắt và sờ tận tay. Mọi thông tin chi tiết thì cứ liên hệ qua số điện thoại của mình, rồi anh em đến tận nơi thì đưa số điện thoại cho anh em, gọi trực tiếp cho ông anh của mình để anh em làm việc. Giá cả thì mình sẽ để góc trái màn hình video với mắt trên cái tiêu đề của video luôn để anh em tiện nhìn. Con này thì anh em khỏi phải bàn rồi, cứ mang về là chúng ta đổ dầu nó đi làm thôi, chứ không phải đắn đo bất cứ điều gì trên con S75US-1 này cả. Và bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại tất cả quý anh chị và con cô bác ở trên kênh của mình video tiếp theo.